Rồi, hôm nay chào tất cả anh em. Mình về lô đồ cổ bình đông nước, rồi bình đông ti đông gì đó. Rồi nồi đồng anh em nha, rồi kèn, rồi đồng hồ. Rồi chắc cha còn cái đồng hồ đeo tay dây chuyền kia nữa, không bảo quýt nữa, chưa đem qua. Rồi cò, bạc đạn, đầu khoan, máy móc. Anh em người ta đang gỡ phụ tùng kia, ở hai ông thợ chính đó, đang gỡ. Bởi vì máy móc nó bể, đó là mình chơi xà láng luôn. Anh em nha, giờ là mình lên hàng. Rồi đầu tiên là mình chơi khuyến mãi cho anh em luôn nha. Hôm nay là một sao bạc đại gì là 12 cái, từ lớn tới nhỏ, từ quân đến tướng, là một bộ như thế này mình để anh em với giá là 150, 12 cái bạc đạn. Những cái bạc đạn này là của Japan, hàng tháo máy, anh em thấy rõ ra là hàng tháo máy rồi nha. Những cái bể mẻ không sửa chữa được là mình sẽ cho đi nha. Mình không biết sửa chữa lắm bởi vì mình số lượng nhiều mà. Rồi 12 bạc đạn như này từ lớn tới nhỏ, anh em mà mua 12 bạc đạn này thì cái này là 40 nè, 60 nè. À, những cái bạc đạn nhỏ nhỏ là 25.000 mà 20 hết rồi nha anh em nha. Cho nên anh em là mua hàng của mình là bảo đảm chất lượng mà rẻ, giá thành là rẻ, cho nên anh em không cần phải ngại ngùng. Đó, ở đâu rẻ hơn, tất cả các shop nào ở đâu rẻ hơn mà bạc nhập như thế này, anh em đem tới đây mình hoàn tiền 12 cái 150.000. Rẻ lắm. Quá rẻ cho cuộc tình. Thì anh em mới mua ở đâu mà rẻ thì tới mình hoàn tiền. Mà hàng phải đúng hàng tháo máy bãi nội địa mình nha anh em nha. Cho anh em lấy hàng chợ là mình không chịu đâu. Ồ vị xứ tôi không chịu đâu. Rồi số 1, em ra đi với giá là 150.000 đồng. Mình có được 3 bộ, mình chỉ quảng cáo một bộ thôi nha. Nó đều giống nhau, mình đã tra thợ lựa đúng nhau và sâu dây đồng lại rồi. Cho anh em không cần quan tâm nha. Rồi. Rồi bạc đạn này bạc đạn bự 13 16 gì, nói chung là để được an toàn tính mạng. Đầu con ngon lành cành đào cũng là hàng tháo máy hết anh em nha. Đó, cái bạc đạn này để anh em với giá là 120.000 đồng. Đầu khoan. Đầu khoan, quên. Đầu khoan 120.000 đồng. Đó, bạc đạn này là số 2, đầu khoan số 2. Anh em cứ bình tĩnh, anh em cái điện thoại số 40 cuối. Như ngày nào thôi nha anh em nha. Vợ chồng nó cãi lộn rồi. Giờ bắt chồng làm. Rồi số 2. Số 2. Rồi số 2 100.000. Rồi 100.000. Rồi số 3 cũng đồng nghĩa như vậy nha anh em nha. Số 2 số 3 cũng đồng nghĩa như vậy. Anh em muốn số nào nhưng mà mình vẫn ghi số luôn cho anh em dễ lựa chọn. Đầu cũng giống nhau. Đó, một cái đầu này 100.000 thì anh em đi cắt thời gian thì không có đâu nha. Đầu dầu zin của Nhật. Rồi. Số 3 cũng là 100k anh em nha. À, nhưng anh em mua cho mình đơn hàng có 200.000, anh em chuyển khoản mình bao ship. Tiền ship dạo này rất đắt, nhưng anh em điện chuyển khoản hỏi đúng số tài khoản Hồ Huy Việt Ban đắt đắt anh em nha. Không điện không chuyển khoản cho số nào khác rồi đủ thừa nha. Mình không nhận số khác, chữ Hồ Huy. Dưới phần mô tả cái số tài khoản của mình. Rồi, cặp bạc đạn này đạc đạn là 10 ly đầu cho nên nè, đầu quên. Đầu con. Dạo này đầu óc điên đảo anh em nha. Đó, hai cái này mình để anh em với giá tổng thiệt hại là 120.000 hai cái thế này nha. Thôi cho ba cái luôn đi. Rồi cho nó dễ tính, ba cái này rồi 150 đó, để ra là hai cái 120 và ba cái 150, bởi vì nó sao nó có số lượng ba cái 150 đó. Buôn bán là thật thà dũng cảm không đó, thật thà mấy gà mấy gì thằng sớm qua nhà mình là mình hốt hết rồi. Cái này là số mấy? Số 4. Em nó đi qua là với giá 150, ba cái đầu khoan mà 150.000 thì anh em mua về để dành thay thế phụ tùng của mình nha anh em nha. Đầu con có đầu dặn có, anh em tha hồ. Rồi cứ ba cái 150, ba cái 150 anh em nha. Ba cái nhỏ 10 ly 8 ly, 10 ly 8 ly là mình bóc đại là ba cái 150 nha. Còn cái này bộ cuối cùng là 4 cái là bán ba cái thôi, cái thể dài cho nên bằng để lộn còn khỏi không. Ba cái như thế này là 150 nha. Rồi mình không bằng ghi số nữa. Rồi ok, ok nghĩa là ok là đặt luôn á. Rồi cò công tắc đó, hàng vip cái đi đâu cả kệ nó bố. Rồi cái này là cò ha, đó giữ cò, nút giữ cò đó, mở cò đó. Rồi một hẻm công tắc hai bọc bên hai chiều, đuôi chuột, ba đuôi chuột, bốn đuôi chuột luôn ha, nhiều đuôi chuột lắm, cò quá trời đó. Công tắc bọc bên có công tắc hai chiều, có điều tóc thắng đảo chiều gì tùm lum tà la học dưa nha. Là bao nhiêu mình tính bao nhiêu sản phẩm, one two three four
5, 6, 7, 8, 10, hết biết đọc rồi, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 sản phẩm, còn dư cái đầu kho này tặng luôn cho cái bộ này luôn, là 23 sản phẩm, 23 sản phẩm gồm 200.000, ai nhanh tay thì còn, ai chậm tay thì còn nhiều hơn nữa. Anh em thấy mình đọc tiếng Anh làm như giá, nhưng mà tới số 10 là được anh em nha. 11 phải ghi nói tiếng Việt lại. Rồi, cái bộ này làm để anh em với tổng thiệt hại là 2 xị. Số mấy? Số 5. Số 5. 200.000 Việt Nam đồng. Ai thông thả bao thêm 300 nữa đủ từ giấy 500 nha. Đó. Rồi, bình đông ti đông, đầy đời của Liên Xô hay Pháp hay Mỹ gì đây, không biết để được an toàn tính mạng nhưng vẫn còn lành lặn, không bể mẻ, không sức về. Nha. Anh em nha, đó. Này là gì không biết, là hàng đồng bằng nhôm gì đó. Nói chung để được an toàn tính mạng đây nha anh em nha. Rồi. Cái này hả? 3 xị. Đồng nghĩa với 300.000 đồng anh em nha. Số 6. Số 6. 300. Đó. Hàng chất lượng anh em nha. Cắt tỏ rêu bi nữa nè, nhưng mà chưa bằng cá tới nó. Rồi. Sáng tôi cân dùm mà sáng. Cái cân đó. Rồi. Cái này là đồng anh em nha. Đồng ngày xưa, cái thời mà Thạch Sung á. Nói chung cái đời Thạch Sung á. Đó, cũng còn ngon lành cành đào anh em nhé. Đấy. Rồi. Cân nặng. Đồng anh em nha, đồng xưa anh em nha. Rồi. Em nó ra đi với giá 2kg. Rồi. Cái này là mình để anh em với tổng thiệt hại là 1.800.000 đồng. Đó. To được tính to nha. Mình chưa lau chùi gì hết, để nguyên thủy vậy anh em nha. Rồi. 1.800.000 đồng, đường kính nó là 10, 20, 30, 30, đường kính 30 phân nha. Cân nặng 2kg. Vai viết đầy đủ. Rồi ok. 1.800.000 phải không? 1.800.000. Rồi, 1.800.000. Số 7. 1,8 triệu. Rồi. Đồng hồ này, đồng hồ con gà, đời xưa có cái chữ gì đây nè. Để dạng xuống đây. Chữ này chắc thụy sĩ á. À, con gà nó mổ cốc nè. Đây là lên dây G-code. Đó, rồi chỉnh báo thức. Đó. Rồi nó ren nha anh em nha. Để mình chỉnh ren cho anh em coi. Đây là dây chuông của báo thức. Rồi, hôm nay là chỉnh ren. Đấy, ren là cái này. Đóng vô ha, là hết ren. Kéo ra ren lại. Nó tới giờ là nó ren. Ren rất to anh em nha. Chuông hiệu mà. Đó. Cái này không phải bằng đồng. Nó đồng gì đó không biết. Nó giả đồng hay gì đó không biết. Rồi. 6 xị. Đường kính to 12 cm. 6 xị là đồng nghĩa 600.000 anh em nha. Cây số 8. Rồi số 8. 6 xị. Rồi. Một bộ bình và 4 cái ly. Hàng đẹp. 4 ly anh em thấy chuẩn không? Đó. Ngày xưa ta làm mà. Bình có nó hò tiết và ho văn, cặp này cặp hạt, cặp rồng gì đó, phụng gì đó. Rồi có một dãy chữ Hán đây. Dưới này có con dấu luôn nha. Đấy. Cân nặng bộ này là 1 kg. Rồi. Bộ này mình để anh em với giá 1.200.000 thôi, quá rẻ cho cuộc tình. 4 ly. Ly đẹp anh em nha. Nước không đổ, mình mới đổ nước rồi. Anh em về tự vệ sinh, trà rửa ra lấy cái nhám mịn á, nhám Nhật á. Rồi, mua tờ Nhật 5.000. Là đúng thôi nha anh em nha. Rồi, bộ này là mình để cho anh em với lấy giá 1.200.000. Có bộ 2 triệu mấy nữa, có bộ nữa, nhưng mà tùy theo loại thời. Cái đời. Cái đời này mình nghĩ ra cái đời của Tào Tháo á. Số 9. Đó là mình giả bộ giả thiết thôi, cho mình không biết thôi anh em nha. Số 9.
rồi 1,2 triệu. Đó, cái bộ này là anh em mua về trưng bày hoặc là uống rượu uống chai cũng được. Mùa Tết nhất gần tới rồi, lúc có tiền thì tranh thủ mua, lúc không có tiền thì khỏi. Rồi nồi đồng thạch sung, nồi đồng này là nồi đồng gọi là nồi đồng thạch sung anh em nha. Rồi đường kính nó là 13 cm. Rồi cao rồi cỡ 7-8 phân, 10 phân 12 phân. Rồi cân nặng, rồi ký 2, ký 1 gì đó nằm trong phạm vi đá anh em nha. Rồi cái này mình để anh em với tổng thiệt hại là 1,5 triệu thôi, ra đi ra quá nhẹ nhàng luôn ha. Đồng nguyên zin cổ nha anh em nha, chứ không phải là đồng ba cái đồng tàu lao đâu. Đó cây số 10 cây, số 10 à, 1,5 triệu. 1,5 triệu. Rồi bình đông bi tông gì đây, gọi là người ta gọi cà men hay là bình đông bi tông gì đó mình không biết, để được an toàn tính mạng. Cái nào muốn nói biết rút ra. Cái này có thể các bạn là nấu nước ha. À, để vậy nấu nước vẫn được. Ngày xưa người ta vậy đó, cái thời ông bà ta vậy đó. Rồi cơm đó. Còn muốn nấu trà đồ chơi vậy luôn, treo lên ha. Đó, cắt keo lên rồi nấu như này. Rồi soi là quất luôn, nấu canh ở đồ được hết. Rồi. Bộ này mình để anh em với giá là tổng thiệt hại 250.000 đồng. Hàng chuẩn. Hàng này hàng của Nga anh em nha. Nga Liso gì đó trong phạm vi đó thôi chứ mình không biết đâu. Tiếng Anh mình đọc từ 1 tới 10 là được. Số 11. Rồi số 11, 250.000. 350.000 hả? 2. 250.000 rồi, 250.000. Số 11 250.000, rẻ luôn. Rồi 250.000. Rồi. Rồi hai kèn này cái tiếng nó to hơn xe máy anh em nha. À, anh em coi nè, đó nó có đồ dặn rồi luôn, muốn để làm gì làm đó. Còn không nữa anh em đặt vô cửa chống trộm, người ta kéo cửa ra là kêu rột anh em nha. Ví dụ đỡ kéo cửa ra đó là kêu tiếng liền là chống trộm. Nói chung mình đủ phong cách mình làm nha, rồi đủ sáng tạo. Một cái này mình để anh em với tổng thiệt hại là 4 xị 4 xị, cái 2 cái 8 xị. Rồi một cái thôi, đặt một cái quảng cáo một cái thôi. Số 12. Số 12. Rồi 4 xị 400.000 Việt Nam đồng anh em nha. 400. Rồi có 2 cái. Rồi bây giờ là anh em chuyển qua dễ làm chút xíu đi, để coi clip 2 đi. Anh em chuyển qua cái hàng điện, bởi vì số lượng nó nhiều cho nên mình cắt cái 2 clip để mình tải cho nhanh, ốp cho nhanh anh em nha. Rồi chào anh em.